Ninh Bình. Đấy, đường này này. Người ta vẫn sang kia đi đường bình thường, đi dẫn đường bình thường. Đấy, nó đi qua cầu này này, xong đi sang chỗ kia. Tôi đã đi đến đây này, tôi đi mò đường, nhưng bây giờ nó mưa quá, tôi chưa nghĩ đến. Sáng tôi đã đi đến đây rồi này. Chứ tôi có tại sao lại không có đường, có hai cái chỗ nó không quyện sang đấy, bây giờ nó mưa to quá, tôi về đây. Thơ bây giờ làm sao được, chú không hiểu thế nào sao được thơ. Ba cô ba này, rồi thơ. Thằng thuốc bờ sông đây, đi nổi qua sông. Thằng bên kia này là thằng người. Rồi, mất rồi. Rồi. Cứ thế mà đi. Giờ cái núi đường này nó nằm ở chỗ nào? Đây là mình núi. Núi đường này bởi vì nó nằm cái này rồi. Hai nữa là cái sông này nước chảy nhiều nó ngoan đi. Tào quá đó cái này. Đèn của người ta thế này mà cứ ca cẩm. Quá sáng. Gia đình đang ngồi tại vị trí gia đình nhà anh Hách. Bạn tôi là anh Sam. Tăng cường. Anh Sam. Khu biên giới Việt Nam. Gần biên giới Việt Nam. Thuộc xã Hồng Thủy. Huyện A Lưới. Huyện A Lưới. Tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi tìm đồng đội. Trong đó có nhà báo Quy đi theo để viết phóng sự và làm thơ. Và chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bọn Quy. Quy này mà không làm thơ rồi. Đó, anh thấy nữa. Còn không thôi thì không tuyết là làm thơ. Chú phải biết rồi. Chúng ta đi tương đối thôi. Quay ra thôi chứ là quay tôi chưa thì phải đấy. Đúng, rồi đi đi nhặt đi. Chưa đến đủ, sống nhất đến đủ. Sáng người ta lội rồi. Sáng người ta... Ok. Thank you.
bằng cái phong chứ không sao đầu vào cho. Ăn sáng ngày 4 ra dốc chuối để tìm mộ anh Tâm. Đây là con sông Đắk Rông chảy về hạ lưu. Này chảy về cầu Đắk Rông. Trong lúc đoàn tìm mộ anh Tâm đi qua. Phía trước mặt là đỉnh núi Cucaba. Nhà đi mua đi lại là nhà ngay chỗ này chứ gì đâu. Thế thì đâu, hai cây thì ăn không nhỉ? Nó cao rồi, thế này thì anh đến được khoảng cách khoảng chục cây đấy thì cũng quanh nó đấy. Anh Tâm á. Vâng. Con đường này là có. Vâng. Con đường chỉ đi đường cầu Liên. Vâng. Bên kia là mố cầu treo dẫn thì con đường Hồ Chí Minh đi sang dốc chuối hoặc dốc gió đều là một. Hình ảnh cầu treo đã bị cơn bão số 9 tàn phá làm hỏng. Con đường này là con đường dân sinh dẫn sang đường Hồ Chí Minh để đi qua núi. Đây là con đường Sao Niên ngày xưa. Anh hay chân đường. Trước mặt là quả đồi anh em vừa mới vượt qua xong. Anh lên dốc chuối để tìm mộ anh Tâm nhưng chưa tìm thấy. Cần tạm dừng tại tọa độ này để xác định lại vị trí. Một đoàn đã đặt chân đến đây trong quá trình hành trình đi tìm mộ liệt sĩ. Kinh chốc mà chỗ này này đúng là tay trái này. Và chỗ này này mấy khi em đi qua đó là mình thấy à còn nát cứ mình thấy không mình này đó chứ con bên đi bên nớ là không có được. Bây giờ cứ bình tĩnh là xác minh lại cho tọa độ cho thật chính xác đi. Anh Quý đi ra đi, đứng có Quý làm gì không? Anh hãy đứng cho anh Toàn nghe đấy rồi. Thì mộ đã lên đỉnh núi, ra vào khu vực dốc chuối, dốc gió, nghỉ dừng chân để củng cố lại tọa độ, sau đó là tiết hành tìm kiếm. Mình có một con vắt cắn ở cổ. Vắt. Hai tên. Bác Toàn cũng bị vắt cắn vào cổ và chân, máu ra rất nhiều. Giờ đang nghỉ trên Bác Quy máu ra bình thường thôi, không nhiều lắm. Bác Đảm và Chú Nương thì để cho cắn thoải mái thôi, muốn cắn bao nhiêu cũng được. Hai tay đạp.
con suối người dân hàng ngày vẫn ra đây đãi vàng. Mình được một dấu ấn con bắt cắn chảy máu, thâm xì. Bắt đầu giờ mình bắt đầu đi lên khoảng 250 mét, nó rơi vào khoảng 250 mét. Chỉ núi này nhá, nó xuống này. Đấy, nó bám sát theo cái eo này xuống nó lại này. Đấy. Đây. Bắt khảm vào. Không cập cái này sao? Trên này là gậy băng xà beng. Lúc nãy đi vết. Quy yên chí thì khảo sát thế nào? Để giống như chữ M đúng. Phía trước mặt là đỉnh Kugava. Ông Thủy và đoàn tìm mộ đang xác định tọa độ để tìm mộ của anh Tâm. Phía trước tôi là đỉnh núi Kukava, theo như là anh Hách nói. Đi qua đây này, đường mà 9 cây ấy, vừa rồi á. Vòng. Từ nhà anh mà lên 12 cây, xong rồi đi tắt lên mà. Đó, tôi đi qua năm ở đây này. Này. Coi như tôi đôi chạy đi qua đây này. 12 cây từ nhà vòng, anh vòng, vòng qua đây này. Lại vòng qua đây này. Đó. Phải lên nữa, không được 12 cây chỗ đấy được. 12 cây mà từ nhà anh lên 12 cây cơ mà. Xa lắm, bác lên cao rồi cơ. Nghỉ ăn trưa, bác bảo là ăn trưa đi để tiếp nhiên liệu mà lấy rất rồi tôi chỉ ra rồi đào cuốc. Nào. Tiếp nhiên liệu. Hai tay hai quả, đây là quả của không viên, không phải quả tôi đâu, không lại quả tôi quá. Ngồi đỡ là mất cha rồi, chỉ có coi như cái kiểu mà coi cái kiểu mà cái hầm nào đó thôi. Cái hầm.
lương chính của quân giải phóng đi dần dần vui cơm cao áo tiền cho bộ đội đó. Không lương cao cái đôi nữa là thấp thấp hả? Ờ, đôi thấp thấp à, em đôi thấp nhìn thấy như thế này bao giờ thế hả? Em chưa không nhìn thấy cái vùng này tôi chưa bao giờ thấy không nhìn thấy em coi như cái vùng này em cũng đi thấp rồi đó không nhìn thấy nhưng mà thông tin đây coi như thông tin chứ bà con ở đây không nhìn thấy chứ cái mồ nó tôi rất là nhiều rồi. Ừ, không có gì đâu, anh thông tin sau được chưa? Vâng, hết nhé. Xem rồi. Lúc này là đoàn tìm mộ đang trên đường đi về và đến trước cửa ủy ban xã Hồng Thủy đang xem xét lại tọa độ để ngồi bàn bạc lại một chút. Chỗ tôi đứng đây là cạnh ủy ban nhân dân xã Hồng Thủy. Con suối mình vừa mới ở đây đi ra đây. Đây đi ra đây sang đi. Ở đây là con đường mới hoàn toàn ở bên đây. Nằm nó nằm như này này. Đây. Đấy. Đấy đấy, quần áo khu này là nãy là thế là cháu đang nhận định nghe cái đám này là cháu bảo ông như thế. Con đường núi này nhá. Này rất là chuẩn nhá. Còn núi này là đây này. Đây cái đường mới chạy bốn quay này. Còn núi ở bên đấy là cháu đang chỉ cho ông là chuẩn này nhá. Cái con núi của Kokava bên đấy cũng là chuẩn nhá. Hai cái nãy là cháu chỉ cho ông là chắc chuẩn. Đây là cháu sẽ xác định đúng chính xác nó đây này. Đấy không có chạy đâu được. Đấy đúng chỗ mình tìm đấy, chỗ mình tìm là cái khu đồng lúa đấy, hỏi đấy, là cái khu đấy là quần cọc rồi, lưu lưng, cái bồi, mình đi mình còn nghe cái chút này, thì lúc bấy giờ không còn to, đi để cắn cụt thì thằng này cũng tệ, chờ, đi để cắn cụt, cái cho cái chỗ này là cả ba phương cũng còn thầu thì nó lại năm đúng năm một mặt trên mặt trên là 31 mặt dưới là 21 đó đúng không năm một cùng một lúc liền năm một không có liền cái nhà cái này là nhà của dân người ta trên 21 dưới 31 thì không đúng năm một mà cái nền nhà người ta